Chào mọi người, hôm nay Tâm sẽ chỉ cho mọi người cách làm móng tay giả khi mà người ta tới từ tiệm khác và móng tay người ta bị hư thì người ta muốn mình sửa lại và fill rồi xong rồi sơn và vẽ design cho người ta. Thì hôm nay Tâm sẽ chỉ cho mọi người cách làm fill và vẽ cái design rất là đơn giản và sửa móng tay từ những cái tiệm khác khi họ tới mình mà họ móng tay họ bị hư thì họ cần cái sự giúp đỡ của mình. Thì hôm nay Tâm sẽ fill cái bộ móng tay này và Tâm sẽ vẽ design và Tâm sẽ sử dụng một cái màu nó gọi là mood color. Thì cái màu này khi mà Tâm sử dụng thì nó sẽ khi mà Tâm sơn lên nó sẽ là có hai màu khác nhau. Nó rất là đẹp đó mọi người, cho nên là mọi người cố gắng nhìn kỹ cái video này của Tâm để coi là Tâm đã sơn và đã sửa cái bộ móng cho cái cô này như thế nào nha. Rồi nhớ like, share, comment. Thì nếu có thắc mắc gì thì cứ việc nhắn tin cho Tâm. Mọi người giúp Tâm ha. Thì khi mọi người giúp Tâm như vậy thì Tâm sẽ có tinh thần để làm nhiều video hơn nữa. Và chúng ta cùng học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Thì kênh của Tâm là Thanh Tâm Cuộc Sống ở Mỹ. Mọi người có thể đăng ký kênh giúp Tâm. Mọi người có thể comment, share, like, rồi giúp Tâm, rồi chúng ta cùng học hỏi kinh nghiệm, rồi để Tâm có thêm tinh thần để mà Tâm làm thêm nhiều video hơn nữa để chia sẻ cái kinh nghiệm của Tâm đã làm móng tay ở Mỹ được 20 năm rồi. Thì mọi người nhớ giúp Tâm nha, đừng quên đăng ký kênh cho Tâm. Cảm ơn mọi người nhiều. Mọi người bây giờ cùng theo dõi video của Tâm nha. Đây là cái bộ móng mà Tâm vừa mới làm xong cho cái cô khách này. Thì cổ là từ tiệm khác tới nha mọi người. Thì Tâm vừa mới sửa xong cái bộ móng cho cô khách này. Thì cổ thơ sơn cái màu giống như là màu mút đó mọi người. Cho nên khi mà mình sơn xong rồi thì nó nhìn ombre giống như vậy đó nha. Thì cổ vẽ hai cái bông ở trên hai ngón nhẫn. Rồi những cái ngón kia là cổ sơn cái màu ombre, nhưng mà nó là màu mút color mọi người. Cho nên khi mình sơn xong thì nó nhìn giống như vậy nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ theo dõi là Tâm đã làm bộ móng tay của cổ như thế nào nè. Thì đầu tiên Tâm sẽ bỏ hết cái bon này lên trên cái những ngón tay của cổ. Thì cái móng tay của cổ là Tâm đã bấm ra rồi sửa lại rồi gỡ những cái phần mà nó hở ra rồi đó mọi người. Thì cái phần đó Tâm không có quay tại nó hơi mất thời gian đó. Thì bây giờ Tâm chỉ quay cái phần mà sau khi Tâm đã gỡ màu và refill cho cổ thì nó như thế nào nè. Rồi bây giờ Tâm sẽ chuẩn bị đắp bột cho cổ nha. Mọi người nhìn kỹ để xem là cái phần đắp bột này khi mà khách người ta tới từ tiệm khác đó mà mình sửa móng cho người ta đó thì mình phải nên cẩn thận và mình phải sửa cho thật kỹ. Tại vì thứ nhất là ở dưới cái phần bột nó không phải là bột của tiệm mình đó, nên mình không biết là người ta xài cái loại gì đó. Thì bây giờ Tâm sẽ đắp cái móng này trước nè. Thì cái móng này là cổ bị gãy rồi nha mọi người, cho nên là Tâm phải đắp bằng cái móng mới của tiệm mình. Cho nên cái mẫu này thì nó hơi chóng mặt tí xíu, là tại vì cô khách này móng tay cổ hư dữ lắm nhưng mà cổ không có muốn làm bộ mới đó mọi người. Cổ chỉ muốn là sửa là những cái ngón nào mà cổ bị gãy thôi, còn những cái ngón nào mà còn thì cổ muốn giữ yên nguyên như vậy. Cho nên là bây giờ chúng ta cùng theo dõi là Tâm đã làm như thế nào nha. Thì đầu tiên là Tâm đã đắp một móng rồi đó, thì bây giờ Tâm chỉ refill những cái ngón còn lại thôi. Mọi người thấy không, nếu như mà mọi người thấy khi mà Tâm đắp lên thì cái mẫu bột nó có hai mẫu khác nhau không? Tại vì ở dưới là cổ làm cái ombre pink and white á mọi người, cho nên là khi mà mình làm ombre pink and white mình đắp bột lên rồi đó mà mình quay lại một cái tiệm khác mà mình muốn sửa mà không muốn gỡ cái bộ cũ ra đó, thì khi mình refill lên nó sẽ nhìn có hai ba thứ bột nha mọi người. Nhưng mà không sao, một lát nữa là cổ sơn cái màu này thì nó cũng hơi hơi trắng mà hơi đậm đó, cho nên nó cũng che được cái móng ở dưới, cho nên không sao. Thì bây giờ Tâm sẽ chỉ cái cách cho mọi người làm nè, thấy không? Mọi người thấy móng tay cổ không, nó hở rất là nhiều. Rồi Tâm có việc đắp cái phần ở trên thôi, còn ở dưới thì một lát mà khi mình giũa thì mình sẽ chỉnh nó lại sau nha. Tại vì cái móng của cổ khi mà cổ tới tiệm Tâm thì không biết cái tiệm nào làm cho cổ đó thì Tâm không biết, nhưng mà cái người nào làm thì cũng đắp hơi dày đó, cho nên mình chịu khó mình giũa nó mỏng xuống tí xíu thì như vậy cái móng của mình nó sẽ đẹp và tự nhiên hơn nha. Thì Tâm cứ tiếp tục
đắp bột lên cho cổ nè. Thì giống như video nào làm bột Tâm cũng nói đó, khi mà mình đắp cái bột á, thì mọi người đừng có nên mà bỏ cái bột gần cái dòng cuticle quá. Mình để thấp thấp ở dưới thôi rồi mình đẩy lên. Thì như vậy thì nó sẽ không có bị tràn qua cái dòng cuticle. Thì một lát khi mình sơn lên nó sẽ đẹp hơn nha. Mà khi mình chạy máy lại nó cũng sẽ dễ hơn nha mọi người. Thì hiện thời bây giờ thì cô khách này cổ nhìn cái móng tay của cổ nó đang có hai màu bột khác nhau đó, cổ cũng hơi chóng mặt. Nhưng mà một lát khi mình làm xong rồi thì mình sơn cái nước sơn lên thì không có ai biết là ở dưới nó ra sao nha mọi người. Thì khi mà mình sửa những cái móng tay mà tới từ tiệm khác giống như vậy nè thì nó hơi mệt, tại vì nó không phải là, thứ nhất là không phải bột của mình, thứ nhì nữa là người ta không có muốn làm bộ mới đó. Thì khi mình sửa mình cũng mệt, nhưng mà thôi kệ, nó cố gắng đi ha. Thì như mà mình cố gắng như vậy thì khách người ta thích thì lần sau người ta sẽ quay lại mình tiếp. Rồi mọi người thấy không, Tâm đắp bột gần xong rồi nè. Rồi bây giờ thì cái phần đắp bột của mình nó đã xong, Tâm sẽ dẹp cái bột này đi rồi Tâm sẽ dũa cho mọi người thấy là mình sẽ dũa như thế nào. Rồi thì bây giờ Tâm chuẩn bị dũa shape cho cổ nha. Thì cô này là móng cổ thì nó hơi ngắn, nhưng mà cổ thì cổ không có muốn để móng vuông cho mọi người, cổ muốn nó hơi slightly coffin shape, cho nên là Tâm sẽ dũa hơi vô trong một tí xíu nha mọi người. Thì những cái người khách mà khi họ tới từ tiệm khác như vậy nè, mà người ta muốn sửa móng mà không muốn gỡ ra đó thì mình cũng mệt, tại vì thứ nhất là cái nail shape nó khác, thứ nhì nữa là cái bột nó khác, nó không có giống của tiệm mình, thứ ba nữa là giống như là người ta là người khách lần đầu tiên nên mình không biết người ta thích cái gì đó, cho nên là trước khi mà Tâm làm là Tâm đã hỏi cổ rồi nha. Thì Tâm đã hỏi rất là kỹ lưỡng rồi, thì cổ nói cho Tâm biết là cổ thích như thế nào, và cổ lựa một cái mẫu móng ở trên cái website của Tâm đó, có nghĩa là trên chỗ mà cái hình mẫu mà Tâm để cho khách lựa đó, thì cổ lựa rồi. Thì như vậy nó cũng dễ cho mình, tại vì khi người ta lựa một cái mẫu giống như vậy rồi thì mình dễ lắm, mình cứ việc làm theo cái mẫu đó thôi. Thì mọi người nhìn thấy không, cái bột của Tâm đắp lên trên cái ngón này nè, hồi nãy nó gãy đó, thì nó khác hẳn với cái bột kia nha. Tại vì ở cái bột này mình đắp nó không phải là ombre paint and white, cho nên là nó không có bị khác màu. Thì cổ nói với Tâm là lần rồi cổ tới cái tiệm nào đó, cổ nói là cổ chỉ muốn làm ombre French thôi, nhưng mà không hiểu tại sao mà cái người tiệm bên kia, có thể là người ta không có hiểu rõ ý của cổ, người ta làm cho cổ cái ombre pink and white thì cổ nói là cổ không thích. Nhưng mà Tâm cũng không hiểu nữa, tại vì ombre pink and white thì nó phải vậy thôi, mình đâu có hiểu tại sao mà người ta không thích. Cho nên Tâm mới hỏi cổ, thì cổ nói là cổ không có muốn làm lại cái mẫu ombre pink and white một lần nữa. Thì Tâm mới nói với cổ là có thể là mày không có hiểu, tại vì cái ombre paint and white đó là bột, cho nên khi mà mày chỉ làm một lần thôi, mà lần sau mày tới mày làm màu lại thì đương nhiên nó phải nhìn giống vậy rồi. Thì giờ là cổ hiểu rồi nha mọi người. Thì Tâm có thói quen là Tâm rất là giải thích cho khách của Tâm, tại vì Tâm sợ lắm, nhiều hồi nó không có hiểu đó, nó muốn một đường nhưng mà khi mình làm ra rồi thì nó lại thắc mắc, cho nên là Tâm phải giải thích rất là rõ trước khi mà Tâm làm, thì người ta ok thì Tâm mới làm. Rồi mọi người thấy không, thường thì Tâm dũa rất là lẹ, nhưng mà hôm nay thì Tâm cố gắng dũa một cách bình thường để cho mọi người nhìn thấy là cái móng của cô này mình dũa như thế nào. Tại vì Tâm thì Tâm cứ gì dũa hai bên hông thẳng xuống, rồi xong rồi ở trên đầu thì mình dũa cho nó bằng ngang qua thôi. Tại vì cổ nói là cổ không có muốn vuông quá, mà cũng không có muốn coffin quá, cho nên là ok vậy cũng dễ thôi. Có nghĩa là Tâm sẽ cho cái dũa nó đi vô trong tí xíu, thì khi mà mình xong rồi thì trên cái đầu móng nó hơi nhỏ lại tí xíu thôi. Thì mọi người nếu như mà gặp tình huống giống như Tâm như vậy nè thì cũng làm y chang vậy nha. Nhưng mà Tâm khuyên mọi người là nên giải thích cho những người khách đó trước, tại vì nếu như mà người ta là khách mới của mình đó thì thứ nhất là mình không có hiểu người ta muốn gì, thứ nhì nữa là người ta cũng không biết là mình làm ra sao, cho nên thôi kệ nó, chịu khó cố gắng giải thích đi thì mình đỡ mệt hơn. Thì sau khi mà cổ nhìn thấy Tâm dũa cái móng cổ xong rồi thì cổ rất là vui nha, là cổ nói là ok, cổ rất là thích cái nail shape này. Thì mọi người biết không, mùa này là mùa dịch corona, cho nên là đa phần rất là nhiều tiệm đóng cửa. Thì Tâm không biết là anh chị có bị ảnh hưởng không, chứ thiệt ra thì những người mà làm nghề này giống mình nè, tiệm nail, tiệm tóc thì người nào cũng bị ảnh hưởng ha. Thôi cũng mong là anh chị và mọi người giữ gìn sức khỏe nha, và cũng mong là mọi người cố gắng để qua cái mùa dịch này.
Thì cổ chỉ cái ngón tay của Tâm, cổ nói là cổ thích cổ thích ngón tay của Tâm. Rồi thì bây giờ cái phần vũ của mình đã xong, mình sẽ chuẩn bị chạy máy lại nha mọi người. Thì sau khi mà Tâm đã đắp bột nó mịn rồi thì mọi người xem nè, mình chạy máy nó rất là dễ luôn á. Thứ nhất là nó lẹ, thứ nhì nữa là nó sẽ không có bị giống như là lấy máu người ta, mà thứ ba nữa là mình cũng đỡ cực cái cong. Thì bây giờ Tâm sẽ make sure là cái đầu móng nó đã ok rồi nè. Thì bây giờ Tâm sẽ chạy, mọi người thấy không, Tâm chạy sát cái dòng cuticle dữ lắm nha. Tâm rất là sợ máu nhưng mà Tâm không có sợ chạy sát cuticle đâu, Tâm cũng không hiểu sao nữa. Thì nói chung là cũng trời thương, chưa có lấy máu ai nên cũng cũng cố gắng. Rồi bây giờ Tâm sẽ make sure ở chỗ cái móng của người ta nè, mọi người thấy không, khi mà mình chạy máy mịn như vậy, Tâm hay lấy cái ngón tay Tâm rờ rờ thử để coi là nó đã mịn chưa nha mọi người. Thì khi nó mịn rồi thì một lát mình sơn lên nó sẽ đẹp hơn. Đặc biệt là cô khách này cổ tới từ tiệm khác nữa đó, cho nên là cái người thợ trước đó không biết là người ta gấp gáp hay sao thì Tâm không biết, nhưng mà cái phần giũa người ta giũa nó không có bằng đó, nó bị lồi lõm đó, cho nên bây giờ khi mà cái người khách mới này của mình tới thì mình phải chạy lại cho nó bằng, tại vì nếu mình chạy không có bằng á thì một lát á mình sơn lên nó sẽ không có đẹp, nó sẽ bị lồi lõm nha. Cho nên nếu mà anh chị và mọi người thấy Tâm hay lấy cái tay Tâm rờ rờ, đó là lý do mà Tâm muốn make sure là nó đã bằng chưa đó nha mọi người. Rồi mình cứ tiếp tục chạy tiếp nè. Chứ bình thường nếu như mà là người khách của Tâm lâu năm rồi thì Tâm không có cần phải chạy nhiều như vậy đâu. Tại vì cái bột là bột của mình rồi nè, cộng thêm nữa là mình đắp theo cái mẫu mình muốn đó, thì mình khi mình chạy máy lại nó rất là dễ. Nhưng mà trường hợp những cái người khách mà họ tới từ tiệm khác như vậy thì mình nên cẩn thận tí xíu. Rồi đây là cái ngón mà Tâm vừa mới đắp cho cổ xong nè. Thì cổ chỉ gãy có một ngón thôi nha mọi người, còn chín ngón kia là còn y nguyên, chỉ có cái ngón giữa này là nó gãy một tí xíu. Cho nên là nhìn vô cái bàn tay của cổ bây giờ thì chỉ có một ngón, một là cái bột nó khác, còn những ngón kia thì nó giống nhau. Nhưng mà không sao đâu, cứ yên tâm, một lát khi mà Tâm sơn lên đó thì ngón nào cũng giống ngón nấy thôi à. Thì mọi người thấy không, thấy cái đầu vũ của Tâm không, nó rất là dễ nha. Thứ nhất là nó nhỏ hơn những cái đầu vũ thường, thứ nhì nữa là nó chạy máy rất là lẹ luôn á mọi người. Tâm thì Tâm dùng máy máy đạp nha mọi người, Tâm không có dùng máy bàn đó, cho nên là cái máy đạp thì nó chạy rất là lẹ, tại máy bàn không có xi nhê với Tâm thích chạy mạnh như vậy đó, cho nên máy bàn thì nó hơi yếu so với Tâm, cho nên là Tâm dùng cái máy máy đạp không à. Mọi người thấy không, cái ngón tay này nè, nó thấy có hai màu khác nhau không? Thì đó là cái bột cũ đó ở dưới, còn cái bột mới thì nó nằm ở trên. Thì mọi người thấy Tâm chạy rất là sát cái dòng cuticle nha, mọi người thấy không, khi mà mình đắp bột lên rồi đó, mà bột mà nó đã khô rồi mình chạy nó rất là dễ luôn á mọi người. Thì Tâm biết chỗ anh chị sao, chứ chỗ của Tâm thì mùa này thời tiết cũng còn hơi lạnh nha. Cho nên có những người mà giống như là khách người ta vô mà người ta tay lạnh đó, thì khi mình đắp bột lên nó không có khô liền á thì mình cũng mệt. Tại vì nếu như mà cái bột nó không có khô á thì một lát mình giũa nó cũng sẽ cực. Cho nên là nếu mà người khách nào mà có cái bàn tay hơi ấm tí xíu thì đỡ cho mình, đặc biệt là trong cái mùa đông. Nhưng mà sẽ mệt cho mùa hè. Tại vì đôi khi mùa hè mà nếu như tay của khách nóng quá đó thì bột nó cứng á, mình để lên cái nó cứng luôn thì nó cũng mệt. Cho nên là mùa hè thì Tâm mở máy lạnh trong tiệm, Tâm lạnh cho lắm. Còn mùa đông thì lúc nào hít cũng rất là cao. Bởi vậy cho nên là khi mình đắp bột lên mình đỡ lo tí xíu. Thì mọi người lưu ý giùm Tâm nha, là những cái người khách mà khi người ta tới từ tiệm khác đó mà cái móng người ta nó hơi dày đó, thì mình cố gắng mình dụ cái đầu móng lại cho nó kỹ tí xíu, để đặng mà khi mình sơn lên nó nhìn nó không có dày. Ngoại trừ là cái người khách người ta yêu cầu mình làm dày thì mình mới làm nha mọi người. Chứ còn nếu như mà người ta không yêu cầu mình làm dày thì mình cứ việc làm càng mỏng thì nó sẽ càng nhìn tự nhiên hơn nha. Rồi Tâm sẽ chạy cái máy chậm chậm lại để cho mọi người nhìn nè ha. Thì cô khách này cô cũng dễ thương lắm nha mọi người, cô không có nhúc nhích nhiều cho nên nó cũng đỡ cái phần mà nguy hiểm cho cổ. Cổ ngồi yên re hà, cổ chỉ lấy cái tay hay chỉ cái móng tay của Tâm, tại cô nói cô thích móng tay của Tâm. Nhưng mà thiệt ra mọi người ơi, móng tay của Tâm chuẩn bị còn làm lại rồi đó, tại Tâm bận rộn quá nên chưa có làm được. Chứ thiệt ra thì móng tay của Tâm cũng 3 tuần lễ rồi, phải còn làm lại rồi, nhưng mà đỡ cái là nó là French cho nên nhìn cũng không có tới nỗi nào.
Rồi bây giờ mọi người thấy không, mình sắp sửa giũa xong cái bàn tay thứ nhì của cổ rồi nè, thấy chưa? Thì Tâm sửa cái bộ móng này rất là nhanh nha mọi người, tại vì thứ nhất là cổ để móng ngắn đó, thứ nhì nữa là cổ cũng dễ thương, cổ ngồi yên yên re, cổ không có nhúc nhích cho nên là nó cũng dễ cho mình. Rồi mọi người thấy không, khi cái ngón cái thì mình cũng giũa như vậy đi, thì Tâm hay nói đó, cái ngón cái thì nó hơi to hơn những ngón kia đó, cho nên khi mình giũa thì mình kèm cái tay người ta chặt lại nha, thì nếu mình không kèm chặt lại thì nó cũng rất là nguy hiểm. Thì mọi người thấy không, hôm nay thì Tâm làm cái video này nhanh và lẹ để cho mọi người cùng theo dõi và cùng xem, để chia sẻ cái kinh nghiệm với Tâm là sau khi mà khách người ta tới từ cái tiệm khác rồi, người ta gặp mình thì người ta rất là vui vẻ, và để cho mình sửa cái bộ móng của người ta thì mình sẽ làm như thế nào. Rồi bây giờ Tâm sẽ dùng cái đầu nhỏ nè, Tâm clean ở dưới cho cổ đó. Tại vì cái móng cổ ở dưới nó là cái móng ombre pink and white nên ở dưới nhìn nó hơi dơ đó. Thì khi mà mình lật ngược cái bàn tay lại nhìn nó cũng khó chịu, cho nên là Tâm sẽ clean ra để cho nhìn nó sạch và nó đẹp hơn nha mọi người. Thì Tâm không biết là anh chị và mọi người có thói quen này không, chứ thiệt ra thì Tâm rất là thích chạy máy ở dưới móng người ta như vậy. Tại vì khi mình chạy xong rồi mình nhìn cái bộ móng người ta, thứ nhất nó sạch sẽ mà nó nhìn mới đẹp hơn nữa nha mọi người. Rồi bây giờ cái phần chạy máy ở dưới của mình nó sắp xong rồi nè. Thì cái đầu giũa chạy ở dưới này thì chỗ nào supply người ta cũng có bán nha anh chị và mọi người. Thì mọi người có thể đi tới supply hỏi người ta, thì người ta sẽ đưa ra cho mình rất là nhiều mẫu để cho mình lựa. Thì anh chị nào quen tay với cái mẫu nào thì mình lấy mẫu đó thôi ha. Tâm thì Tâm thích cái mẫu nhọn này, tuy rằng nó hơi nguy hiểm nhưng mà nó lẹ mà nó sạch nữa nha mọi người. Còn nếu anh chị nào chưa quen thì mình có thể lấy cái loại lớn hơn tí xíu thì nó đỡ nguy hiểm hơn. Còn Tâm thì Tâm thích cái này tại vì nó nhỏ đó, nó dễ đi vô mấy cái góc hơn. Rồi bây giờ mình buffer nữa nha. Thì giống như Tâm nói gì đó, khi mình sơn gel mình không có cần phải buffer mà mịn quá, mình cứ buff sơ qua thôi, rồi một lát mình sơn gel lên thì nó sẽ bám chặt vô cái móng của mình hơn ha. Thì mọi người thấy không, cổ cứ nhìn cái móng tay cổ hoài, tại rồi cổ rất là thích đó mọi người. Tuy rằng là cái màu hiện giờ nó nhìn rất là ghê, là tại vì nó nửa màu bột này nửa màu bột kia, nhưng mà cái nail shape nó ra bình thường rồi, cộng thêm nữa là một lát khi mình sơn lên á thì nó sẽ nhìn đẹp hơn nha mọi người. Anh chị nào mà chưa đăng ký kênh của Tâm thì giúp Tâm đăng ký kênh của Tâm giùm nha. Kênh của Tâm là Nails Thanh Tâm Cuộc Sống ở Mỹ. Nếu mà anh chị giúp Tâm đăng ký kênh của Tâm thì chúng ta sẽ xem được nhiều video mới của Tâm hơn. Tâm sẽ chia sẻ kinh nghiệm của Tâm tới anh chị và mọi người để chúng ta cùng cố gắng kiếm tiền trong cái mùa hè ha mọi người ha. Rồi bây giờ Tâm chuẩn bị sơn cho cổ nè. Thì mọi người nhìn nha, cái màu sơn này nó rất là dễ thương nha mọi người, nó màu giống như hồng hồng kem kem gì đó. Rồi bây giờ Tâm sẽ sơn lên nè. Thì cô này là cổ lần đầu tiên sơn cái màu ombre như vậy nha mọi người, cho nên là cổ rất là hào hứng với cái màu này. Thì mọi người thấy không, khi mình sơn lên á thì nó sẽ nhìn hơi hồng lợt lợt như vậy đó, nhưng mà một lát khi mình sơn xong rồi nó sẽ thành màu trắng với màu hồng đậm nha mọi người. Thì Tâm sẽ sơn hết những cái ngón còn lại của cổ, ngoại trừ hai ngón nhẫn là Tâm sẽ chừa lại, tại vì hai ngón nhẫn là một lát Tâm sẽ vẽ hai cái bông lên trển đó mọi người, cho nên là mình không cần phải sơn màu của hai ngón đó. Cổ không muốn sơn màu lên hai ngón nhẫn, cổ nói là cổ chỉ muốn vẽ hai cái bông lên hai ngón nhẫn thôi, cho nên là ok, vui lòng khách đến vui lòng khách đi, nếu muốn là Tâm sẽ chiều thôi. Rồi bây giờ mọi người nhìn kỹ nha. Thì mọi người thấy không, cái màu này khi mình sơn lên nó chỉ là màu hồng lợt thôi nha mọi người, nhưng mà khi mình sơn xong rồi đó sẽ là màu trắng và màu hồng đậm. Thì cái điều đặc biệt của cái màu ombre á là nó như vậy đó, cái màu mút á, cho nên khách người ta rất là thích, tại vì người ta có thể sơn một màu nhưng mà có ra rất là nhiều màu, cho nên là ở đây thì khách của Tâm nhiều người cũng thích lắm, đặc biệt là cái mùa hè đó, cái những cái màu này nó thịnh hành lắm mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị cho cổ hơ mấy cái bàn tay này nè. Rồi mình sẽ sơn tiếp cái phần bên kia. Thì mọi người thấy không, bây giờ nó không có hồng nữa nè, nó hơi kem kem rồi đó. Thì Tâm sẽ sơn lớp thứ nhì lên nè.
Thì cái lớp thứ nhì nó cũng vẫn giống như là hơi hồng hồng thôi, nhưng mà một lát mình xong rồi thì nó không có còn hồng nữa nha mọi người. Ở dưới nó sẽ là màu trắng, rồi ở trên thì nó sẽ là màu hồng. Mọi người thấy không? Thì giống như Tâm nói vậy đó, video nào Tâm cũng nói khi mà mình đã dũa cái dòng cuticle nó tròn rồi, mình sơn lên nó rất là dễ nha mọi người. Anh chị và mọi người thấy Tâm sơn thấy dễ không? Dễ lắm đúng không? Cho nên là khách của Tâm khi mà người ta quay lại 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần, có người 5, 6 tuần thì cái bàn tay người ta không gãy mất một ngón nào và cũng không trút một miếng nước phơ sơn nào luôn nha mọi người. Rồi bây giờ cái phần sơn của mình đã xong, Tâm chuẩn bị vẽ cái bông nè. Thì mọi người sorry mọi người nha, là cô này cũng muốn sơn một lớp nữa đó, cho nên là Tâm phải sơn thêm một lớp nữa cho cổ. Thì giống như Tâm nói thôi, kệ, vui lòng khách đến vui lòng khách đi, nếu người ta muốn thì mình sẽ chiều. Thì cổ muốn một lớp nữa thì mình sơn một lớp nữa thôi ha. Rồi bây giờ một lớp nữa lên trên cái màu mà mình vừa mới sơn xong nè. Thì mọi người thấy không, khi Tâm quay gần lại thì cái màu nó hơi hồng hồng lợt lợt đúng không? Nhưng mà một lát nó ra đẹp lắm nha mọi người. Rồi bây giờ Tâm sẽ sơn một lớp nữa lên trên những cái màu mà mình vừa mới sơn xong. Mọi người thấy không, khi mà cổ đưa tay vô máy rồi cổ lấy ra đó là nó thành màu trắng, nó không còn màu hồng nữa nha. Nhưng mà khi mình sơn một lớp lên nữa thì mọi người thấy không, nó hơi hồng hồng rồi nè. Hồi nãy Tâm mới xe khen cổ là ngồi yên re thì bây giờ cổ hơi nhúc nhích rồi đó nha mọi người. Giống như là chắc là cái gì có kiếm ở trong người cổ hay gì đó, cổ hơi nhúc nha nhúc nhích rồi. Là tại vì cổ cứ nhìn cái màu đó, cổ nói là không biết cái màu nó sẽ đổi ra màu gì đó. Nhưng mà cổ nhúc nhích nhưng mà cổ rất là thích cái màu nha mọi người. Tâm cũng thích cái màu này nữa, nhưng mà mình là thợ nail, nếu như mà mình sơn những cái màu này thì khi mình đụng vô những cái màu khác đó thì nhìn nó sẽ không có giữ được cái màu trắng. Rồi bây giờ Tâm sẽ vẽ cái bông nè, mọi người nhìn kỹ nha. Đầu tiên thì Tâm sẽ chấm một lần lên nè, thấy chưa? Thì mình cứ tiếp tục chấm như vậy xung quanh cái dòng mà mình vừa mới xung quanh cái dòng cái ngón tay của cổ mà mình vừa mới làm xong đó. Thì mọi người thấy không, nếu như anh chị nào mà chưa có quen đó thì tập nha. Cái mẫu này Tâm cũng chỉ rất là nhiều lần ở trong những cái video khác của Tâm rồi đó. Nhưng mà nếu như mình không tập thì mình sẽ không bao giờ vẽ được. Bởi vì nếu như khi nào mà anh chị rảnh đó thì mình cứ việc lấy cái móng giả rồi mình ngồi mình tập, mình vẽ lên. Thì cái mẫu móng này á, Tâm vẽ cho rất là nhiều người. Có người thì người ta muốn là sơn cái màu lót ở dưới rồi mới vẽ cái bông này lên. Nhưng mà cũng có người giống như cô khách này nè, là cổ không muốn sơn màu ở dưới nha mọi người. Cổ chỉ muốn sơn lên trên cái ngón tay của cổ thôi. Thì Tâm làm theo ý của khách, cho nên hệ người ta thích là Tâm chiều thôi à. Rồi bây giờ là mình đã xong cái phần mà vẽ cái cánh hoa rồi nè. Cái bông này nó dễ vẽ lắm nha mọi người. Mọi người cứ việc mà làm theo cách Tâm chỉ dẫn nè. Bây giờ mình lấy một cái màu trắng, mình quẹt một cái vòng xung quanh nữa nè, thấy không? Rồi bây giờ cái màu trắng này là nó đã tiệp chung với lại những cái ngón kia rồi, mọi người thấy không? Lý do mà cổ lựa cái mẫu bông này là tại vì Tâm đã làm cái mẫu này ra thành một cái mẫu để cho khách người ta lựa đó. Rồi cái màu vàng thì mình sẽ chấm xung quanh nè, cho nhìn nó giống như là cái nhụy vậy đó. Thì Tâm quen tay rồi nên Tâm chấm như vậy. Còn nếu anh chị nào chưa quen tay thì mình có thể dùng cái tăm sỉ răng hoặc là cái chấm bi để mình chấm nha. Rồi sau đó Tâm sẽ dùng một cái cây cọ đen nè, Tâm sẽ vẽ một cái lằn nhỏ nhỏ xíu để cho nhìn giống như là cái cánh hoa nó kết nối chung bên trong cái nhị đó mọi người. Thì mọi người không có cần phải vẽ nhiều đâu nha, cứ việc gạch nhẹ nhẹ thôi, giống như nhìn nó hơi dính dính vô với nhau vậy thôi, chứ thiệt ra là không có cần phải làm nhiều. Rồi mình sẽ vẽ những cái lá nè. Thì Tâm sử dụng luôn cái màu đen này nha, mình vẽ những cái lá nhỏ nhỏ xung quanh cái hoa đó. Thì như vậy nhìn nó sẽ không có bị trơ trụi nha mọi người. Rồi bắt đầu mình sẽ chấm những cái chấm bi màu hồng nè. Thì giống như Tâm nói gì đó, nếu anh chị nào mà quen chấm bằng cái cọ thì mình chấm bằng cái cọ luôn. Còn nếu không thì mình có thể sử dụng cái chấm bi hoặc là cái cây tăm sỉ răng nha mọi người. Rồi bên này Tâm cũng sẽ vẽ y chang giống vậy nè. Thì bây giờ mọi người nhìn kỹ lại nha.
thì đầu tiên là Tâm sẽ vẽ những cái cánh hoa trước. Thì Tâm hay nói với mọi người và nhắc nhở mọi người là khi mà mình vẽ bất cứ một cái mẫu design nào thì mình phải vẽ hai cái tay nó đối chiều lại với nhau nha. Từ hồi nãy là Tâm đã vẽ cái cánh hoa nó ngược chiều bên này rồi, thì bây giờ qua cái tay này Tâm sẽ vẽ ngược chiều lại nha, Tâm không có vẽ cùng một chiều. Tại vì nếu như mà mình vẽ cùng một chiều, cùng một hướng thì khi người ta để hai cái bàn tay người ta xuống á thì nó sẽ nhìn không có đẹp nha mọi người. Cho nên mình lúc nào cũng phải lưu ý là vẽ hai bên hai chiều đối ngược với nhau, thì khi người để cái bàn tay người ta để chung với nhau xuống thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Thì nếu anh chị nào mà chưa có quen thì cố gắng tập giùm Tâm nha. Rồi bây giờ là cái phần cánh hoa của mình nó đã gần xong, Tâm đồ nó lại tí xíu để cho nó đậm lên thôi nè. Rồi mình sẽ dùng một cái màu trắng để mình vẽ xung quanh cái vòng cung của cái nhị hoa đó mọi người. Thấy không? Rồi. Thì sau đó là chính giữa trong cái nhị hoa thì mình sẽ dùng một cái cây cọ màu vàng để mà mình chấm nó lên nha. Rồi mình sẽ chấm nó nè. Thấy không? Thì nó rất là dễ, nếu như mà anh chị quen tay bằng cái cọ rồi thì mình không có cần phải dùng tới cái chấm bi. Nhưng mà giống như Tâm nói đó, nếu anh chị nào chưa quen thì dùng chấm bi cũng được, không sao hết. Rồi Tâm sẽ vẽ lại cái lá xung quanh cái hoa cho mọi người xem nè. Thì cái lá này rất là dễ, anh chị và mọi người có thể quẹt bất cứ cái chỗ nào mình muốn để cho nó, để cho cái hoa nó nhìn không có trơ trọi thôi là ok rồi. Rồi sau đó mình sẽ chấm thêm những cái chấm hồng nè. Thấy không? Rồi như vậy là cái hoa của mình đã xong. Thì mọi người có thể bỏ nước bóng lên nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ bỏ nước bóng lên những ngón tay mà mình đã sơn và vẽ xong rồi nè. Thì mọi người thấy không, trong vòng coi như là chưa tới mà 25 phút mình đã refill sửa móng rồi sơn rồi vẽ design cho người ta. Thì cái bộ móng này là Tâm sẽ tính cho cô khách này là 50 đồng nha mọi người. Tâm không biết chỗ anh chị sao nhưng mà chỗ Tâm thì giá nó là như vậy nha. Thì mọi người thấy không, nếu như mà trong cái dịp mùa hè mà mình đang bận rộn mà gặp những người khách người ta muốn vẽ design hoặc sơn ombre thì mình có thể dùng cái mẫu này để mình làm cho người ta, thì như vậy nó sẽ nhanh lẹ và dễ kiếm tiền hơn, đúng không mọi người? Thì một lần nữa, nếu như mà anh chị thích kênh của Tâm thì anh chị và mọi người giúp Tâm đăng ký giùm nha. Đăng ký kênh của Tâm thì anh chị và mọi người sẽ xem được nhiều video mới của Tâm hơn. Kênh của Tâm là Nails Thanh Tâm Cuộc Sống ở Mỹ. Đừng quên đăng ký kênh giúp Tâm nha. Cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã xem video của Tâm và đã ủng hộ Tâm trong thời gian qua. Thì Tâm sẽ cố gắng ra thêm nhiều video hơn nữa để cho mọi người cùng xem và mình cùng chia sẻ học hỏi kinh nghiệm với nhau nha. Rồi bây giờ Tâm sẽ chùi alcohol lại những cái ngón tay của cổ nè. Thì sau khi mà mình chùi alcohol lại cho người ta rồi thì cái bộ tay người ta nó nhìn sẽ rất là đẹp nha mọi người. Thì mọi người nhìn kỹ nè, cái màu này khi mà Tâm chùi alcohol lên á là nó sẽ nhìn ombre nha mọi người. Bởi vì nên khách người ta rất là thích. Mọi người thấy không, bây giờ cái móng tay cổ rất là xinh đúng không? Nó nhìn ombre rồi nè. Nó vừa màu trắng với màu hồng chung với nhau nha. Cổ rất là thích luôn đó mọi người. Anh chị và mọi người ơi, cổ cười rất là tươi bây giờ rồi. Bây giờ Tâm sẽ bỏ lên một tí xíu dầu lên cái ngón tay của cổ để cho nó không có khô nè. Rồi mọi người thấy không, cái màu nó ra rất là đẹp luôn đó mọi người ơi. Rồi đây là cái thành phẩm mà sau khi mà mình đã làm xong thì nó nhìn như thế này nha. Mọi người thấy thích không? Cái màu nó rất là hợp với cái hoa nha mọi người. Tâm cảm ơn mọi người đã xem và theo dõi video của Tâm. Đừng quên nhấn đăng ký để giúp Tâm nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tâm hẹn mọi người trong những video sau nha. Bye mọi người.